Kính thưa Công đoàn, qua chặng đường 8 năm, nhóm sinh viên Công giáo Bắc Ninh tại Hà Nội, nhóm đã nhận Thánh Teresa Hài Đồng Giêsu làm bảo trợ, noi gương mẹ sống tinh thần phục vụ và hiệp thông. Hàng năm, cứ vào tháng 10, nhóm sinh viên chúng con lại tổ chức lễ sinh nhật để ôn lại chặng đường đã qua và tiếp tục những bước phát triển mới. Để đánh dấu sự kiện này, ngay sau đây chúng con xin kính mời cha Martino và một đại diện cho ban điều hành nhóm sinh viên Công giáo lên sân khấu cắt bánh mừng sinh nhật lễ truyền thống lần thứ 8 nhóm sinh viên Công giáo Bắc Ninh. Xin mời điện. Vâng ạ, và xin mời sự xuất hiện cho các bạn các nhóm sinh viên Công giáo và các bạn sinh viên nhóm Công đoàn. Chúng ta sẽ cùng xuất hiện trên sân khấu. Xin mời tất cả chúng ta sẽ cùng hát mừng sinh nhật ạ. Về điện tắt một chút ạ. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Xin mời ca khúc. Khúc hát mừng sinh nhật do giáo xứ Kim Lan. Happy birthday to you.